1 mét trở lên là tôi bắt đầu tôi lọc với tôi... Lọc nhưng mà nó thân nó phải sạch. Thân sạch đẹp. Chứ còn bọn cà khẳng cà khiu thì cũng thôi, ai mua thì bán đi. Thân nó sạch như con này chẳng hạn. Đấy, đây này. Nó không có sẹo, cái này chôn sâu xuống. Thoát này 4 6 thoát 70. Tầm thế. Thân được bằng ngón tay trên điếu thuốc một tí. 2 4 6 cũng phải 80 đấy, thoát 80 đấy. Thân thì cũng hơi bị khúc khỉu một tí nhưng mà 2 4 nói chung là thoát từ 60 cũng còn thoát cao lắm. 2 4 6 thoát 80. Đây, thân như là này. 2 4 6 tầm gần 70. Đấy. Rất là nhiều. Rất là nhiều. Đúng không? Chủ yếu đào chứ Sa Pa được đéo bao nhiêu? Đào, ít Sa Pa, ít quế. Ui rồi nại ốc ở đây thì mẹ chuyên gia đào. Con này thoát đến tận mét mét 2. 2 4 6 8 10 đấy mét 2. Thoát cao cây được mét 6. Cao quá. Không tốt thoát vừa tầm. Không mà cái thân cái bóng nó vừa. Ôi ngày xưa còn thoát mét 6. Cái năm đầu tiên làm còn thoát mét 6 của anh Trưởng, anh có 3 4 cây Sa Pa. Cắm vào xong rồi ấy nên thân nó to xong rồi lại dựng cọc. Rất là nhiều. Thân nó sạch như con này này. Mà nó đều 2 4 6 65 70 tán được 50 phân. Tán thì quan trọng bằng là một cây vừa vừa và tán rất là đẹp. Đấy là bán cửa hàng, đây là nếu mà rong ruộng thì tán như bọn này nó cũng dày rồi. Tán này là được rồi. Được rồi. Nó về cửa hàng là bán được luôn rồi. Dễ dễ bán. Ví dụ ở đây bán 150 thì về bán 250 là được. Ấy thấy chưa, thoát nói chung là tầm 60 đều đều như vậy. Ngõ con nó thoát tầm mét rưỡi, mét 2, mét 3 này thì không nói làm gì. Gốc thì nó cứ tầm ngón tay thoát 2 4 6 đấy, tầm 6 tầm 60 2 4 6 đấy. Tán to phết. Đi ra vườn đào tí nha. Toàn đào thôi. Thân kể ra trông thế thôi nhưng mà thân sạch phết đấy.